Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 39, cô gái áo đào. Tia nắng ban mai đầu tiên vừa ló dạng, bốn người đã vội vàng chạy về Thiện Phong Đường. Từ sau bữa cơm tối hôm qua, người trong Thiện Phong Đường đã lặng lẽ rút vào một hang động yên tĩnh trong núi Hảo Vân đi được nửa đường, đường lệ từ chuyển hướng chạy về phía hang động mà họ đang ẩn nấp. Mọi người đều bình an vô sự, mấy cô tỷ nữ thấy những người kia quay về bình an thì vui mừng si ít ảy nước mắt. Sau đó mọi người lập tức tụ họp rồi cùng nhau trở về thiện phong đường. Đường lên núi yên bình vắng vẻ, không nhìn thấy thi thể ngồn ngang hay dấu chân lộn xộn, cũng không có vạt áo rách hay binh khí gãy. Thiệu Diên Bình thở phào nhẹ nhõm hình như không xảy ra xung đột mãnh liệt nào những cô gái áo trắng áo đỏ kia dường như đã rút lui cũng không thấy thượng quan phi hay đồng hồ bút chỉ vân đang phiền muộn rối ren vì chuyện thẩm lang hồn bắt liễu nhãn đi mất chợt liếc sang đường lệ từ chỉ thấy y càng chạy về gần thiện phong đường càng không thấy dấu vết dao chiếm dọc đường thì mặt mày y lại càng khó đăm đăm khi thẩm lang hồn chạy mất trên mặt y dường như vẫn còn ý cười đến khi chạy về thiện phong đường thì hoàn toàn không cười nổi nữa. Tuy chưa đến nỗi lòng như lửa đốt, nhưng chỉ vân hiếm khi thấy y mang tâm sự nặng nề như vậy. Hồ ly tóc trắng đang nghĩ gì? Chỉ vân vừa chạy như điên, trong lòng lại nảy lên một vấn đề hắn chưa từng nghĩ đến, giống như trong đầu có một ngàn chuyện phải suy nghĩ, mẹ nó chứ. Người sống trên đời sao phải khó khăn đến vậy? Cứ gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ. Gặp chuyện nào giải quyết chuyện ấy là xong. Trong lòng ngổn ngang trăm mối như vậy là muốn ra vẻ ta đây thông minh, có thể thông suốt rất nhiều chuyện người khác không nghĩ ra được à? Hay là y thực sự gặp phải chuyện gì khó khăn không giải quyết được? Không đúng, với hạng người như hồ ly tóc trắng thì một chuyện nan giải không thể làm khó được y. Vậy cần bao nhiêu chuyện? 8 chuyện, 10 chuyện, 20 chuyện? hắn còn đang nhầm tính cần bao nhiêu chuyện mới có thể khiến sắc mặt đường lệ từ thành ra như vậy thì đường lệ từ đã quay sang nhìn hắn, khẽ cười một cái. Hừ, cái tên này rõ ràng đang sửa lưng nhau, chỉ vân nổi giận đùng đùng, đúng lúc này mọi người đều dừng chân lại, hắn còn chưa kịp phát điên thì thiện phong đường đã nằm ngay trước mặt. Cả thiện phong đường lặng mắt như tờ, nhưng dù là thiệu diên bình cũng chưa bao giờ thấy nơi này đông người như vậy. Những cô gái áo trắng áo đỏ của phong lưu điểm mang đến chưa ai thoát được. Tất cả đã bị điểm huyệt rồi trói lại bằng dây thừng. Đồng hồ bút đang đứng trước cửa, sau lưng hắn là một người áo đen tóc dài, bên hông đeo trường kiếm, chính là thượng sư Phổ Châu. Mà phía sau thượng sư Phổ Châu còn có một cô gái trẻ tuổi mặc áo thiêu hoa đào yểu điệu, che mặt bằng khăn lụa mỏng. Thấy nhóm người đường lệ từ chạy về, thượng sư Phổ Châu tiến lên hai bước toàn bộ hồng, bạch y dịch sứ của phong lưu điểm, tổng cộng 138 người đều ở đây. Thiệu Diên Bình vui vẻ nói. Ha ha, phổ châu ra tay quả nhiên phi phàm. Phong lưu điểm để lại đây 138 hồng, bạch y dịch sứ, cứ đinh ninh chừng ấy đã thừa sức đối phó với thiện phong đường. Nhưng chúng không ngờ còn có thượng sư lặn lội đường xa đến đây, trở thành một đạo kỳ binh của chúng ta. Phổ châu chắp tay, mặt mũi vẫn lạnh lùng, đôi mắt khép hờ là đào thí chủ báo cho ta biết phong lưu điểm sắp đánh úp núi Hảo Vân, mà ta cũng vừa hay nhận được thư mời của kiếm hội, chạy đến đây đã thấy đang giao chiến ác liệt rồi, không phải công của ta. Ánh mắt Thiệu Diên Bình chuyển sang cô gái áo đào che mặt bằng lụa trắng đứng sau lưng phổ châu, nỗi tò mò trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Cô nương là... Cô gái áo đào kia gỡ khăn lụa trắng xuống, nhìn đường lệ từ khẽ mỉm cười. Đường công tử vẫn khỏe chứ? Dưới lớp khăn lụa trắng là một dung nhan xinh đẹp diễm lệ, mọi người đều cảm thấy trước mắt mình bừng sáng, trong lòng vui vẻ dễ chịu khó tả bằng lời. Đây là một cô gái trẻ tuổi kiều diễm vô song, chính là Tây Phương Đào, Tây Công Chúa của Phong Lưu Điềm. Chỉ vân trợn mắt nhìn cô gái vừa lộ ra gương mặt thật. Người! Hắn thật sự không nghĩ ra vì sao cái cô Tây Phương Đào này lại giống y chang nhất đào tam sắc của thất hoa vân hành khách. Nhưng đây đúng là một cô gái kiểu diễm vô cùng, mà nhất đào tam sắc lại là đàn ông. Đường lệ từ mỉm cười đáp lại. Lâu ngày không gặp đào cô nương, tại hạ vẫn ổn. Thiều tiên sinh. Tay áo y khẽ nâng lên. Vị này chính là nữ trung hào kiệt nhất đào tam sắc của thất hoa vân hành khách, cũng từng là một trong đông, tây công chúa của phong lưu điểm, tây phương đào cô nương. Đường lệ từ vừa nói ra câu này, nỗi nghi ngờ trong lòng chỉ vân lại càng dâm cao. Nhìn Tây Phương đào một lượt từ trên xuống dưới Hơn hai năm trước, kẻ đánh nhau với hắn trên thuyền ở Ninh Giang thật sự là cô gái yểu điệu trước mặt này sao? Hắn tự biết tính mình sốc nổi, nhưng chưa đến nỗi đối thủ là nam hay nữ cũng không nhận ra Nhưng ngũ quan dung mạo của cô gái trước mắt quả là giống hệt với người kia Chẳng qua nhất đào tam sắc năm xưa không đẹp như thế này Thiệu Diên Bình nghe y nói thế cũng cảm thấy kỳ lạ nhất đào tam sắc sao có thể biến thành Tây công chúa của Phong Lưu Điềm. Cái tên Tây Phương Đào rõ ràng cũng do nàng ta tự đặt. Lai lịch vị cô nương này thật kỳ lạ, lại còn đi cùng Phổ Châu mà hình như hai người còn có giao tình khá thân thiết. Không lẽ hòa thượng Phổ Châu này ngoại trừ không giữ mấy cái thanh quy giới luật như sát giới, tiểu giới vân vân, thì đến cả sắc giới cũng không giữ luôn. Dưới ánh mắt hoài nghi và sửng sốt của mọi người, Tây Phương Đào vẫn thản nhiên như thường đôi môi kiểu diễm như hoa đào kia vẫn luôn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt đường lệ tư, mà nụ cười hết sức yêu kiều kia hiển nhiên cũng nở rộ vì đường lệ tư. Khóe môi đường lệ tư hơi cong lên, gương mặt tựa như mỉm cười tựa như bình thản, ống tay áo khẽ nhấc lên, thiệu diên bình lập tức bật cười ha ha. Hóa ra là đào cô nương, thất kính thất kính, mời vào bên trong bản luận kỹ hơn. Thế là mọi người ảo ảo bước vào cửa, Vừa đi vừa bàn tán rôm giả về trận chiến hôm nay. Hồ ly tóc trắng ôm trong lòng vô vàn tâm sự, chỉ Vân lúc này lại tỏ ra yên tĩnh lạ thường, nhìn theo bóng lưng đường lệ từ không chớp mắt. Lạ thật, Hồng, Bạch y dịch sứ bị bắt, việc thượng sư Phổ Châu đi với Tây Phương Đào Kỳ Lạ kia lên núi Hảo Vân lẽ nào còn khó nhằn hơn so với Phong Lưu điểm nửa đêm đánh lén kiếm hội Trung Nguyên sao? Hồ ly tóc trắng kia một mực chú ý đến hành tung của Phổ Châu là vì sao? Phổ Châu tuyệt đối không thể là người của Phong Lưu Điềm. Nàng ta đi cùng Phổ Châu, chứng tỏ trong đêm hội hoa khôi ở Đài Chu Tước Huyền Vũ, người đàn ông che mặt cướp Tây Phương Đào đi chính là Thượng Sư Phổ Châu. Khóe môi đường lệ từ ngày càng cong lên, quay sang Tây Phương Đào nở nụ cười. Cô gái áo đảo kia cũng mỉm cười đáp lại, đi sau lưng Phổ Châu giống như chim nhỏ nép vào người. Phổ Châu đi trước nàng sắc mặt lạnh lùng, bước chân vững chãi giữa hai chân mày vẫn ẩn chứa cả sắt khí và phật khí không có vẻ gì là lưu luyến nữ sắc do núi lạnh buốt trước khi ánh nắng ban mai ló dạng là màn đêm đen kịt thẩm lang hồn kéo theo liễu nhãn lao vào rừng sâu núi thẳm đi lòng vòng một hồi hắn chắc chắn không có người truy đuổi phía sau mới dừng chân trên một gốc đại thụ cành lá xanh tốt sau đó hắn dùng cành cây dựng tạm một cái lán nhỏ giống như một gian phòng với động tác nhanh nhẹn thuần thục của hắn thì chỉ tốn thời gian một bữa cơm. Cây đại thụ này cành lá tươi tốt, trên ngọn cây có một cái ổ nhỏ cũng rất khó làm người ta chú ý. Sau đó hắn giải huyệt câm cho liễu nhãn, rồi tước lấy một đoạn dây gai trên cây, trói chặt liễu nhãn từng vòng từng vòng một. Gai trên sợi dây kia kia đâm sâu vào da thịt liễu nhãn, nhưng hắn không hé răng nửa lời, chỉ lạnh lùng nhìn thầm lang hồn. Thẩm lang hồn cũng lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh kia không giận không vui, cũng không thấy vẻ ung dung ngày thường mà chỉ còn tràn ngập quỷ khí âm u. Thẩm lang hồn trói hắn xong thì liễu nhãn đã chảy máu đầm đìa, nhưng hắn mặc áo đen nên không nhìn ra sợi dây trói lẫn vết máu thấm. Rất lâu sau, thẩm lang hồn ngồi xuống đối diện hắn, lấy từ trong ngực ra một chiếc bánh bao chay cứng như đá, cắn một miếng rồi chậm chậm nhai. Ngươi còn nhớ ta là ai không? trong đêm tối hình xăm con rắn đỏ trên mặt hắn bị màn đêm che đậy không thể nhìn rõ liễu nhãn thản nhiên đáp năm ấy ta không móc mắt ngươi ra lẽ nào ngươi chưa từng cảm kích vậy mà hắn vẫn nhớ thẩm lang hồn thẩm lang hồn lạnh lùng nói cảm kích sao đương nhiên ta rất cảm kích thế nên ngươi yên tâm rơi vào tay ta ngươi sẽ không chết nhanh gọn được đâu đôi mắt như lá liễu của liễu nhãn khẽ chớp sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau thẩm lang hồn bình thản nói không nhìn ra tên điên giết người như ngoé, hại vô số người như ngươi lại sống không bằng chết. Liễu nhãn lạnh lùng nói. Trên đời này còn nhiều chuyện ngươi không biết lắm. Thẩm lang hồn rút từ trong ngực ra một cây châm cài tóc, viên minh châu trên châm tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong đêm tối. Hạ người thấp hèn coi mạng người như trò đùa vui, dụ dỗ những cô gái trẻ như ngươi, vốn nên vung một đao chém chết. Nhưng ngươi đã giết bao nhiêu người, hại vô số phụ nữ, cho người chết dễ dàng như vậy thì thật quá bất công. Hắn hở hứng nói. Ha ha ha, để hạng người như ta làm đau phủ trừng phạt kẻ ác, ông trời an bài như vậy cũng mỉa mai quá rồi. Liễu nhãn nhắm mắt không đáp, thẩm lang hồn vươn tay ra, cầm châm cài tóc đâm sâu vào gò má liễu nhãn, liễu nhãn khẽ run rẩy nhưng không mở miệng. Thẩm lang hồn dùng mũi châm rạch từng nhát xuôi theo đường nét khuôn mặt hắn, máu tươi chảy dọc theo thân châm từng giọt rơi xuống thân cây. Thời gian trôi đi trong yên lặng, sau hơn nửa canh giờ, máu tươi chảy dọc xuống theo thân cây, đôi mắt thẩm lang hồn trong đêm tối ngày càng tỏa ra tia sáng rực rỡ, tiếng máu thịt rách toạc vang lên không ngừng, hắn đột nhiên cất giọng hờ hững. Người chịu đau khá đấy. Liễu nhãn cũng bình thản đáp. Như nhau cả thôi. Đuôi châm của thẩm lang hồn uốn lượn trên mặt hắn, máu liễu nhãn chảy đầm đìa kín mặt, trông cực kỳ đáng sợ, thế mà hai người vẫn nói chuyện với nhau bằng giọng bình thản không một ngợn sóng. Chờ thêm một lát, thẩm lang hồn trầm chậm lột đi một lớp da trên mặt liễu nhãn, lại ngắm nghía gương mặt máu thịt bầy nhầy của hắn. Ha ha, đường lệ từ mà biết ta lột ra mặt ngươi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Liễu nhãn hở hững đáp. Y sẽ chẳng cảm thấy gì hết. Thẩm lang hồn nhẹ nhàng bỏ tấm da vừa lột từ mặt liễu nhãn vào một cái túi hắn mang theo người, rồi lấy thuốc bột trị thương từ trong ngực ra cẩn thận thoa lên mặt liễu nhãn gương mặt tuấn mỹ yêu mị đã hạ gục vô số phụ nữ chỉ trong chốc lát trở nên vô cùng đáng sợ liễu nhãn không hề nhắm mắt thậm chí cũng không tỏ ra hận thù với hành vi man rợ này của thẩm lang hồn thẩm lang hồn vừa bôi thuốc vừa hỏi ngươi không hận ta gương mặt liễu nhãn chẳng chịt vết thương chỉ cần mấp máy khóe miệng là máu tươi trào ra không ngừng nhưng vẫn bật cười ta giết vợ ngươi Thầm lăng hồn trầm chậm, chậm thở dài. Ngươi yên tâm, ta không để ngươi chết đâu. Ta sẽ lột ra mặt ngươi chế thành mặt nạ ra người, phế võ công ngươi, bẻ gãy hai chân ngươi rồi thả cho ngươi đi. Giọng hắn vẫn bình thản. Ta muốn xem sau này ngươi lừa gạt người ta kiểu gì với gương mặt ấy. Biết đâu một ngày nào đó ngươi sẽ đeo tấm mặt nạ ra người này lên chỉ vì một bữa cơm thừa canh cặn. Lại có ngày nào đó, người bố thi thức ăn cho ngươi sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của ngươi giấu sau lớp mặt nạ. Ha ha, yên tâm. Nếu ngươi gặp được cô gái đa tình không chê gương mặt xấu xí này, thì ngươi gặp bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu." Giọng Thẩm Lang hồn vẫn lạnh nhạt, nhưng bên trong ẩn chứa nỗi oán độc khắc cốt ghi tâm. Những kế hoạch này hắn đã nghĩ xong từ lâu lắm rồi, lúc này xài hết trên người Liễu Nhãn, nếu không khiến Liễu Nhãn sống thê thảm khôn cùng, sống mà đau khổ gấp trăm lần cái chết thì hắn sống để làm gì nữa? Hắn sống vốn là để báo thù bắt được liễu nhãn rồi thì giang hồ, thiên hạ, chúng sinh, trinh nghĩa, bạn bè, đại cục đều không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn chỉ muốn gã đàn ông vô cớ hại chết vợ hắn sống trong địa ngục, sống giờ chết giờ như một con chó hoang, chỉ hơn người chết ở chỗ đang thờ mà thôi. Nhưng liễu nhãn không ngạc nhiên hoảng sợ hay điên cuồng bấn loạn, hắn nghe mà dường như có chút rừng rưng. Dùng mạo khiến trăm ngàn cô gái điên cuồng bị hủy dưới tay thẩm lang hồn chỉ còn lại máu thịt bầy nhầy nhưng hình như hắn không hề đau khổ. thẩm lang hồn ra tay rất nhanh rắc rắc hai tiếng đã bẻ gãy hai xương đùi của liễu nhãn hắn dồn hết lực vào ngón tay bóp một cái thôi cũng làm xương cốt nát vụn làm vậy sẽ không thể chữa lành đôi chân như những vết xương gãy đơn thuần liễu nhãn hơi chấn động nhưng vẫn không hé răng nửa lời gồng mình chịu đựng ngay sau đó thẩm lang hồn đâm vỡ đan đền khí hải của hắn một thân võ công tà môn khiến người đời kinh hãi của liễu nhãn cư thế trôi theo dòng nước. Nhưng hắn vẫn lặng thinh không nói, không hề căm hận, thậm chí còn không tỏ thái độ thù địch với thẩm lang hồn. Thẩm lang hồn bình tĩnh ngồi đối diện hắn, chỉ sau chốc lát, máu trên mặt liễu nhãn đã dần dần ngưng chảy. Những con kiến trên cây mon men bò lên vết thương trên mặt hắn, không biết chúng chỉ tò mò hay là đang gặm nhấm vết thương của hắn không ngờ ngươi cũng có lúc khiến người ta bội phục đấy. Thẩm lăng hồn hờ hững nói, hắn chưa từng gặp ai bị thương đến mức này vẫn giữ được sắc mặt bình thản, thậm chí hoàn toàn dường dưng. Nhất là người này mới một khắc trước còn nắm quyền cao, chỉ thiếu một bước thôi, hắn sẽ trở thành bá chủ võ lâm đương thời, thành ma đầu quyền khuynh thiên hạ. Ta không muốn chấp nhận người chết. Liễu nhãn thản nhiên đáp. Ta chỉ hận người sống, không hận người chết. Thẩm lăng hồn hỏi trong mắt ngươi, thế gian này chỉ có đường lệ từ là người sống sao? Đôi mắt liễu nhãn khép hờ, dù hắn kiên cường đến đâu thì cơn đau trên mặt, trên thân và trên đùi cũng không phải giả, thần chí hắn đã hơi mơ hồ. Ha ha! Thẩm lăng hồn thong thả nói. Nhưng ta lại nghĩ, trên đời này chỉ có đường lệ từ đối xử với ngươi tốt nhất. Liễu nhãn âm trầm cười nhạt. Ngươi chẳng biết gì cả. Ta biết ngươi luôn đinh ninh y hại chết phương chu. Thẩm lăng hồn nói nhưng người thực sự hại chết Phương Chu thật ra là ngươi mới đúng. Liễu Nhãn lập tức mở mắt, đanh giọng hỏi. Ngươi nói gì? Thẩm Lăng hồn hờ hững đáp. Đường lệ từ cất giữ thi thể Phương Chu trong suối băng, moi tim hắn ra chôn vào bụng mình, đợi cho trái tim Phương Chu lành lại thì trả trái tim về với Phương Chu, biết đâu, hắn sẽ có cơ may sống lại. Tuy ta không biết thủ pháp hoang đường này có thể cứu người hay không, nhưng ít ra vẫn còn một tia hy vọng nhưng ngươi lại sai đám con gái áo trắng kia đánh cắp thi thể phương chu ra khỏi phủ quốc trượng khiến phương chu bị kẻ nào đó dùng đao băm thây thối giữa trong mộ ngươi nói xem kẻ hại chết phương chu có phải là ngươi không hắn nhìn liễu nhãn đầy khinh nghiệt. đường lệ từ dạy phương chu luyện vãng sinh phổ không chỉ muốn có võ công tuyệt thế mà còn muốn tìm cho phương chu một con đường sống phương chu chết đi ngươi hận y thấu xương nhưng ngươi không biết y đã bỏ ra biết bao tâm huyết để cứu phương chu sống lại nhưng bao nhiêu tâm huyết y dốc ra đều bị ngươi phá hủy sạch sẽ. Những cơ thịt trên gương mặt bầy nhảy máu me của liễu nhãn khe co giật, vừa rồi bị thẩm lang hồn lột ra mặt hắn còn chẳng thèm để tâm, vậy mà giờ đây lại run rẩy cả người, nghiến răng gần từng chữ. Ngươi, lừa, ta, không thể có chuyện này, tuyệt đối không thể. Ha 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 ha, ngươi bức tử một người là để cứu hắn sao? Ha 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 ha, ngươi muốn cứu một người thì trước đó phải bắt hắn chết, sao lại thế được? toàn nói nhăng nói cuội người coi ta là tên ngốc à thẩm lang hồn lạnh lùng nói trên thanh sơn nhai đường lệ từ cứu ngươi một mạng ngươi lại đánh y một trường y vội vàng đến bồ đề cốc cứu thi thể phương chu ngươi lại giật dây trung xuân kế đâm hắn một châm nếu y đúng là hạng người vì võ công sẵn sàng bán đứng huynh đệ thì việc gì phải cứu ngươi việc gì phải khoan dung với ngươi Đường lệ từ chỉ cần mặc kệ cho ngươi nhảy vực ngã chết ở thanh sơn nhai thì không những tất cả ân oán thù hận đều xóa sạch, mà còn có thể gây dựng tên tuổi anh hùng cho y nữa. Đường lệ từ cứu ngươi một mạng là tự dước về bao nhiêu chỉ trích bao nhiêu hoài nghi, ngươi không hiểu à. Nếu y coi trọng võ công và danh lợi hơn anh em thì đã giết ngươi từ lâu rồi. Liễu nhãn cười vang. Ha 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 ha, nói nhăng nói cuội. Ngươi cũng nói bậy nói bạ. Ngươi chẳng qua chỉ là con chó y bỏ tiền mua về, lời ngươi nói cũng chỉ là chó sủa mà thôi. Đường lệ từ là loại người gì, lẽ nào ta không rõ? Ngươi nghĩ y là ai? Là anh hùng trọng tình trọng nghĩa à? Nực cười, ta chơi với y 20 năm, đường lệ từ nham hiểm tàn độc làm bao nhiêu việc ác, lần sau gặp lại ngươi nhớ hỏi xem cả đời y đã làm bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm rồi. Ngươi xem y trả lời được không? Có đếm nổi không? Ha ha ha, anh em cái mà mẹ gì? anh em chẳng qua là miếng đá kê chân cho y một bước lên mây mà thôi. Hắn hung hăng mở miệng khiến máu tươi trên mặt hòa lẫn với thuốc trị thương, thần sắc dữ tợn, trông đáng sợ vô cùng. Có lẽ y không phải người tốt thật. Thẩm lăng hồn hờ hững nói. Nhưng đối xử với ngươi đúng là rất tốt. Liễu nhãn ngậm máu xì một tiếng, nhổ nước bọt lên vai thẩm lang hồn. Rồi sẽ có ngày ta chặt y ra làm tám mảnh, ném vào hai giếng nước, đốt cháy thành cho. Thẩm lang hồn bật cười không để ý đến hắn nữa. Đời vết thương trên mặt ngươi lành rồi, ta sẽ thả ngươi đi, xem ngươi chặt đường lệ từ ra làm tám mảnh thế nào. Liễu nhãn từ từ thở ra một hơi, chỉ cần không nhắc đến đường lệ từ trước mặt hắn thì hắn rất bình tĩnh. Dù ngươi thả ta đi ngay thì ta cũng không chết được. Thẩm lang hồn nhìn chằm chằm vào gương mặt bầy nhảy máu thịt kia, đến hắn còn cảm thấy buồn nôn mà người này lại hoàn toàn không đề bụng. Hắn cứ đinh ninh một gã đàn ông có thể hấp dẫn nhiều cô gái liều mạng vì hắn như liễu nhãn thì nhất định sẽ rất lưu tâm đến dung mạo và phong độ của mình. Vậy mà liễu nhãn lại dường dưng như thế, đúng là làm hắn hơi bất ngờ. Kẻ này giết người phóng hỏa, dụ dỗ những cô gái chưa trải sự đời làm chuyện ác, chế thuốc độc hại người, lại còn mưu đồ xưng bá võ lâm trung nguyên, khơi lên gió tanh mưa máu, đúng là tội ác, tài trời, không bút mực nào chép hết nhưng bản thân hắn lại không gây ác cảm đến vậy. Thẩm lăng hồn nhìn đam đăm kẻ thù không đội trời chung này rất lâu, chỉ cảm thấy trên người kẻ này vẫn còn nét ngây ngô. Đường lệ từ nói hắn không thích hợp bày mưu tính kế người khác không sai chút nào. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Vì sao năm đó ngươi lại giết vợ ta? Muốn giết thì giết, còn cần lý do gì? Liễu nhãn quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng đáp. Ta hứng lên thì giết cô ta, hứng lên thì tha cho ngươi, không được hà. Thẩm Lang hồn hỏi, có kẻ sai ngươi giết vợ ta? Ánh mắt hắn tinh tường cỡ nào, dù khuất trong bóng tối vẫn liếc mắt là nhìn ra dục ý của Liễu Nhãn khi quay đầu sang hướng khác. Là kẻ nào sai ngươi giết vợ ta? Liễu Nhãn không đáp, một mực im lặng. Thẩm Lang hồn chợt bốc lên lửa giận vô hình. Nói, có kẻ sai ngươi giết vợ ta phải không? Sao ngươi không nói? Ngươi không nói là muốn gánh tội cho kẻ nào? Liễu Nhãn ngước mắt lên lạnh lùng nhìn hắn, vẫn lặng thinh không đáp. Thẩm lang hồn vung tay lên tát hắn đánh. Bốp. Một tiếng, máu tươi dính đầy tay. Liễu nhạn máu me đầy mặt nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Rất lâu sau hắn mới ho khẽ một tiếng. Không có kẻ nào sai ta giết vợ ngươi. Cái tát thứ hai của thầm lang hồn dừng lại giữa không trung, trong lòng vừa tức giận vừa thấy nực cười. Cái tên ma đầu làm đủ chuyện ác này lại giống một thằng nhóc ngang bướng. Đã nói không thì dù có phạt bao nhiêu đi nữa vẫn một mực nói không chuyện liễu nhãn giết vợ hắn chắc chắn còn có ẩn tình phía sau. Thẩm lang hồn trầm chậm thu bàn tay về, người này đơn thuần cả tin, chỉ nghe những gì hắn muốn nghe, tính tình lại còn ngang bướng, rất dễ bị người ta lừa gạt lợi dụng. Đường lệ từ nhất định hiểu hắn rất rõ nên mới năm lần bảy lượt không giết hắn, muốn cứu hắn, muốn vãn hồi, muốn tha thứ cho hắn. Nhưng liễu nhãn đã phạm phải sai lầm lớn không thể bỏ qua, cho dù không phải chủ ý của hắn nhưng cũng không còn đường về. Nếu quả thực có người đứng sau lợi dụng hắn, một tay đẩy hắn vào con đường không lối về này thì kẻ đó còn kinh khủng và đáng hận hơn liễu nhãn gấp trăm ngàn lần, đó mới là ác ma thật sự của võ lâm. Liễu nhãn lại nhắm nghiền hai mắt, máu tươi dần khô đi dính đôi mắt hắn lại, cả người đau nhức, muốn mở mắt ra cũng khó. Khi đầu óc rơi vào mơ hồ, hắn muốn cười to, lạ vì muốn khóc quà lên, hắn hận đường lệ tư. Cho nên đừng ai khen y, đừng ai nói đường lệ từ cứu hắn hay đối xử tốt với hắn, mọi chuyện đều rất đơn giản, y là tên khốn kiếp mà hắn thì muốn giết y. Còn ai sai hắn đi giết vợ Thẩm Lăng Hồn, trong cơn mê man, hắn lờ mờ trông thấy hình bóng một người xóa mái tóc dài, mặc xiêm y màu hồng nhạt, toàn thân tỏa ra một mùi hương quái gì. Mùi hương kia nồng nặc buồn nôn, là thứ mùi kỳ quặc khó ngửi nhất hắn từng gặp trên đời thối hơn cả hố phân. Thế gian này đều là người chết, nếu không hận đường lệ từ thì ta biết làm gì đây? Mọi người đều chết cả rồi, ta còn sống mà làm gì? Bên trong Thiện Phong đường, ánh ban mai rực rỡ, Thiệu Diên Bình chỉ mất thời gian một bữa cơm đã nhanh chóng phân chia 138 cô gái vào 14 gian phòng khách ở Thiện Phong đường. Bạch Tố Sa chẳng biết đã đi đâu, có lẽ đã bỏ trốn trong cảnh đánh nhau hỗn loạn mấy cỗ xe ngựa thần bí cũng không cánh mà bay, hiển nhiên là thấy tình hình không ổn nên rút đi cả rồi. Phần lớn chủ lực của Phong Lưu Điềm bị bắt, Phủ Thúy cụt tay, nữ tử áo đỏ chuồn mất. Trận chiến này có thể nói là thuận lợi đến bất ngờ. Hơn nữa phe ta lại không tổn thất bao nhiêu nhân lực, quả là khiến người ta kinh ngạc. Đây hiển nhiên là công lao do Đường Lệ từ sắp xếp đại cục và hắn lo liệu việc nhỏ nhưng cũng không thể bỏ qua công thượng sư Phổ Châu và Tây Phương đào lặn lội đường xa đến đây, trở thành kỳ binh. Chưa thấy thượng quan phi trở lại, thiệu diên bình vừa phái người đi tìm, vừa sai người dâng trà, mời vài người ở lại đại sảnh bàn về thế cục sau này. Chuyện thẩm lang hồn bắt liễu nhãn đi nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng nếu hắn đã có mối thù không đội trời chung với liễu nhãn thì có thể đoán liễu nhãn bị hắn bắt đi cũng không ảnh hưởng gì, không đến nỗi gây ra họa lớn. Trải qua một đêm dài đại chiến, sắc mặt mọi người đều mệt mỏi, chỉ có thượng sư phổ châu quen con đường khổ hạnh mới giữ được sắc mặt như thường. Vị Tây Phương Đào kia vẫn ngồi yên một bên với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần không sao tả xiết. Đường lệ từ ngồi cạnh thiệu diên bình, thần sắc an nhiên. Đã thấy tung tích thượng quan tiền bối chưa? Thiệu diên bình lắc đầu. Vẫn chưa có tin tức gì, có điều với tu vi cửu truyền thần tiễn thì một tên lính đào ngũ của phong lưu điểm có thể làm gì ông ấy chứ? Chắc là không sao đâu. Đường lệ từ khẽ cười, liếc nhìn Tây Phương Đào rồi chuyển sang Thượng Sư Phổ Châu. Thượng Sư Phổ Châu làm sao quen biết với đào cô nương? Đường mỗ rất tò mò. Thượng Sư Phổ Châu bình tĩnh kể lại, thì ra hắn quen biết Tây Phương Đào cách đây mấy năm. Tây Phương Đào bị người ta đánh trọng thương, phế bỏ võ công rồi bán vào thanh lâu, Thượng sư Phổ Châu cứu nàng ra, hai người vì tài đánh cờ mà quen biết, giao tình cũng khá thân. Còn Tây Phương Đào là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa, thì trong mắt thượng sư Phổ Châu cũng chỉ như cành cây ngọn cỏ, phiên đá đám mây, chưa mảy may chạm vào lòng hay rơi vào đáy mắt hắn. Chỉ Vân đứng sau lưng Đường Lệ Từ, hồ ly tóc trắng quả nhiên là chú ý đến Phổ Châu khác hẳn người thường, ánh mắt y vẫn luôn quan sát Tây Phương Đào. Dù người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, thì trong mắt Chỉ Vân cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Nhưng một loại trực giác như của dã thú trong người hắn khiến hắn nhìn ngược nhìn xuôi cũng thấy người phụ nữ này không vừa mắt, tựa như trên người nàng ta có gì đó sai sai, nhưng tạm thời không biết diễn tả thế nào. Bồ quỷ thánh bắt hết rắn độc ngoài cửa giống như nhặt được báu vật, nhốt hết vào địa lao hôn bằng hùng hoàng, đợi đếm từng con một. Bản về thế cục sau này không cần đường lệ từ nói nhiều thiệu diên bình cũng hiểu kiếm hội trung nguyên đánh một trận đại thắng phong lưu điềm bích lạc cung nhất định sẽ ủng hộ phe kiếm hội nhổ cỏ tận gốc thế cục giang hồ đã định từ xưa đến nay ta không thể thắng chính thật đúng là danh môn trí lý trong lúc mọi người đang trò chuyện chợt có một đệ tử của kiếm hội vội vã chạy vào thất thanh nói khởi bẩm tiên sinh phát hiện thi thể thi thể của thượng quan tiền bối ở lưng chừng núi Thi đình hạc kinh hãi bật dậy. Gì cơ? Mọi người nhau nhau đứng lên, đệ tử kiếm hội kia mặt mũi tái trắng. Thượng quan tiền bối bị một cành cây khô dài gần một thước bắn xuyên qua tim, một đòn mất mạng, có vẻ như, có vẻ như cũng không phải chịu nhiều đau đớn. Bồ quỳ thánh tái mặt, thất thanh hỏi. Trên đời này có kẻ nào đủ sức đánh một đòn lấy mạng thượng quan phi? Ông ấy ở đâu? A-di-đà Phật, lúc vừa lên núi ta có chạm mặt thượng quan tiền bối ông ấy nói muốn đi xử lý đám phục binh phong lưu điểm sắp đặt ở sườn núi trước, chẳng lẽ trong đám phục binh có cao thủ khác? Phổ Châu nhắm mắt, cất giọng trầm trầm đầy thương tiếc. Đệ tử kiếm hội đáp. Nhưng thượng quan tiền bối không chết ở chỗ mai phục của phong lưu điểm, mà chết ngay trong rừng cây trên núi. Thiệu Diên Bình nghiêm mặt lại. Ta đến đó xem kẻ nào có thể dùng một cành cây khô đánh một đòn lấy mạng cửu truyền thần tiễn. Nếu trong phong lưu điểm có cao thủ bậc này thì trận chiến đêm qua sao có thể thất bại dễ dàng như thế? Ít nhất cũng phải bắt vài chiến lợi phẩm mang về, nếu chỉ giết một mình Thượng quan Phi thì giải quyết được gì? Tiên sinh, di thể của Thượng quan tiền bối đã được mang về. Đệ tử kiếm hội kia vội vàng lui ra, chẳng bao lâu sau, thi thể của Thượng quan Phi đã được khiêng vào. Mắt mũi ông ta còn trợn trừng, tay phải vẫn nắm chặt trường cung, trên lưng chỉ còn lại vài mũi tên dài một đoạn cành khô lộ ra trên ngực toàn thân bê bết máu mọi người đều im lặng đánh thắng một trận nhưng cuối cùng vẫn có người chết trong vũng máu dù chiến thắng này có vẻ vang vinh hiền đến đâu thì đối với người chết cũng chẳng thể bù đắp chỉ còn lại hổ thẹn và đau đớn im lặng hồi lâu đường lệ từ đột nhiên nói cái chết của thượng quan tiền bối là vì chiến lược không đều chiến lược không đều là sao thiệu diên bình thở dài lẩm bẩm là kẻ nào giết ông ấy, là kẻ nào? Tay áo đường lệ từ vẫn còn gọn gàng sạch sẽ. Cuộc chiến đêm qua chỉ có tay áo y không dính bụi, binh khí không dính máu, hầu như không nhúng tay vào tham chiến. Nếu trận chiến đêm qua không chỉ liên quan đến lợi ích ba bên mà còn có bên thứ tư can dự vào, phong lưu điểm đại bại trở về hết sức khó hiểu, vậy thì cái chết bất đắc kỳ tử của thượng quan phi tiền bối hoàn toàn giải thích được. Y liếc nhìn mọi người xung quanh. Tính toán một chút sẽ hiểu, kiếm hội Trung Nguyên có bảy đại cao thủ là Thành Đại Hiệp, Thiều Tiên Sinh, Thượng Quan Tiền Bối, Đồng Tiền Bối, Bồ Xà Tôn, Tưởng Tiên Sinh, Dư Phụ Nhân. Những người còn lại bản lĩnh cũng không kém, cộng thêm thẩm lang hồn, chỉ vân và đường lệ từ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Y thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Nhưng trước đó đường lệ từ đang trọng thương, cao thủ của phong lưu điểm lại toàn là cao thủ trong cao thủ. Để đối phó với một mình liễu nhãn, kiếm hội ít nhất phải phái ra ba người, Phủ thúy và hồng thiền nương tử cũng cần đến hai người hợp sức ứng phó. Mà dư phụ nhân và tưởng văn bác đã thất thủ, bị phong lưu điểm bắt giữ, như vậy tính ra kiếm hội vốn có 10 đại cao thủ dùng được, hôm nay 10 người đủ mặt cả 10, vừa vặn có thể đánh một trận ngang sức. Nhưng mà... Y bình tĩnh liếc nhìn mọi người. Nhưng đường lệ từ chỉ giả vờ trọng thương, một khi giao chiến, bên ta lập tức thêm một người có thể sử dụng cán cân chiến lực lập tức mất thăng bằng. Cho nên phe thứ tư vốn lặng lẽ chờ kiếm hội chúng ta đánh một trận lưỡng bại câu thương với phong lưu điểm, chúng nhất định phải duy trì trạng thái chiến lực cân bằng. Kiếm hội thừa ra một người, hắn liền giết thượng quan phi. Thiệu Diên Bình bừng tỉnh. Vì có phe thứ tư phá rối từ bên trong, ban đầu ta và thượng quan tiền bối hợp lực đối phó với phủ thúy. Thượng quan tiền bối vừa chết thì phủ thúy lập tức rảnh tay đi tập kích đường công tử, Buộc đường công tử và thành ôn bào phải phân tâm đi ứng đối phủ Thúy, khiến thế vây công Liễu Nhãn thiếu đi nửa người, dẫn đến kết quả khó phân thắng bại. Đường Lệ từ khẽ mỉm cười, chắc có người đã từng tính toán như vậy, nhưng đến khi thật sự giao chiến thì tình hình thiên biến vạn hóa, hắn không thể tính trước mọi biến số. Cho dù hắn giết thượng quan tiền bối đi nữa thì chúng ta vẫn bắt sống được Liễu Nhãn, chứ không phải bất phân thắng bại. Chẳng qua Thẩm Lang Hồn đột nhiên bắt Liễu Nhãn đi, khiến trận chiến này hóa thành công cốc, biến số này không thể nào dự đoán được. Thiệu Diên Bình gật đầu liên tục. Nhưng đường công tử quả nhiên là cao tay hơn một bậc, khi mọi chuyện còn chưa có biến hóa nào đã giả vờ trọng thương chưa lành, che giấu đi một phần chiến lược mạnh cho kiếm hội. Chỉ Vân mấp máy môi, đang định nói hồ ly tóc trắng kia bị thương nặng thật đấy, chẳng qua không biết đã khỏi từ bao giờ thôi, nhưng rồi lại nuốt nước bọt, im lặng không nói. Đường lệ từ mỉm cười. Thiệu Tiên sinh quá khen rồi." Y khẽ liếc nhìn sang Tây Phương Đào, trong ánh mắt đong đưa còn hàm chứa ý cười như coi như không, ẩn ý không sao kể hết. Tây Phương Đào cúi đầu nhìn xuống đất làm như không thấy gì, nhưng Phổ Châu thì đã thấy rồi, thế mà ánh mắt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị giống như chưa thấy. Thượng Quan Phi bị người ta giết, dư phụ nhân trúng độc chưa tỉnh, trên vai Thiệu Diên Bình bỗng tăng thêm rất nhiều áp lực hắn thở dài bảo mọi người lui về nghỉ ngơi, sau trận chiến có việc gì cần giải quyết cứ để hắn từ từ thu xếp. Mọi người lui ra, ai cũng khuyên hắn đừng lo nghĩ quá nhiều, thiệu Diên bình còn biết làm gì ngoài cười khổ. Đường lệ từ trở về phòng nghỉ, chỉ vân rót cho mình một chén trà, còn chưa kịp đưa đến miệng thì đường lệ từ đã bưng lên uống một ngủ. Chỉ vân trợn mắt nhìn y, đường lệ từ uống trà xong thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế. Ngươi khỏe từ lúc nào rồi? Chỉ vân lạnh lùng hỏi. Sao lão tử không biết? Đường lệ tự đáp. Trong mấy hôm nằm ở nhà trọ ấy. Chỉ vân ngạc nhiên. Lúc ở nhà trọ tây sắp vết thương của ngươi đã lành rồi à? Đường lệ từ nhắm mắt khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu họ chung ra tay khi tâm tình đang kích động, đâm châm lệch đi một chút, mà nội lực nàng cũng không đủ để đánh tan khí hải của ta, cho nên. Chỉ vân bực dọc. Cho nên ngươi chỉ tạm thời bị tán công thế mà nằm trên giường lừa lão tử với họ thẩm bấy lâu. Người coi lão tử là gì? Hắn vỗ lên bàn đánh rầm một tiếng, bình trà vỡ tan, nước chảy lênh láng khắp mặt bàn, mà chén trà đường lệ từ đang bưng trên tay vẫn nguyên vẹn không hư hao gì. Thấy chỉ vân nổi trận lôi đình, y lại nhàn nhã uống ngụm thứ hai rồi chậm chậm đặt chén trà đã vơi đi một nửa xuống bàn, đột nhiên đổi chủ đề. Người biết nhất đào tam sắc từ trước rồi phải không? Chỉ vân ngẩn ra lừa giận còn chưa tan hết, chỉ hư khẽ mà không đáp lời. Rốt cuộc hắn là đàn ông hay đàn bà? Đường lệ từ thong thả hỏi. Chỉ vân lại ngẩn ra. Năm đó đánh nhau với lão tử là một gã đàn ông, không hiểu sao tự dưng lại biến thành đàn bà. Đường lệ từ gật đầu, khẽ cười một tiếng. Chỉ vân chớp chớp mắt. Rốt cuộc nàng ta là nam hay nữ? Tầm mắt Đường lệ từ đảo quanh mặt hắn mấy lượt rồi mỉm cười. Ngươi thể độc đi rồi ta nói cho ngươi. Chỉ vân xì một tiếng. Mẹ nó chứ thề độc cách khỉ gì, lão tử lấy núi mai hoa ra đảm bảo, nhất định sẽ không nói cho ai biết. Nếu có kẻ nào moi được một chữ từ mồm lão tử thì toàn bộ gia sản của lão tử ở núi mai hoa đem cho ngươi hết. Hàng mi đường lệ từ cong lên. Bao gồm cả sáp huyết quỷ tinh trung của ngươi. Chỉ vân liếc nhìn y. Quả nhiên ngươi thèm muốn sáp huyết quỷ tinh trung. Đường lệ từ mỉm cười dịu dàng, khiến người ta như đắm mình trong gió xuân nếu ngươi để lọt ra ngoài nửa chữ thì phải gán sắp huyết quỷ tinh trung cho ta, sao hả? Chỉ vân lạnh lùng đáp. Được, đào cô nương nghiêng nước nghiêng thành ngoài kia là đàn ông. Đường lệ tư mỉm cười, hai tay y nhẹ nhàng đặt chéo trên bụng, ngồi rất nghiêm trình. Mắt hắn ban đầu không to như vậy, đôi mắt hạnh kia phải dùng dao rạch khóe mắt ra. Lông mày cũng đã sửa, môi vốn không cân, hai bên trái phải mỗi bên dùng một sợi gân khâu lại. Da trên cằm và trên môi đều dùng da chỗ khác trên cơ thể ghép vào, cho nên không mọc dâu, ngươi hiểu không? Chỉ vân hoảng sợ. Mặt, mặt hắn đều là giả sao? Đường lệ tư gật đầu. Phần lớn là giả, có điều hắn sinh ra đã giống đàn bà rồi, mặt tuy có sửa nhưng nếu không phải cao thủ trong nghề thì không nhìn ra được đâu. Chỉ vân đầy bụng hoài nghi. Hắn vốn là đàn ông, cần gì phải miễn cưỡng biến mặt mình thành đàn bà? Đường lệ tư đáp. À thì, mỗi người một sở thích hắn tự nguyện muốn sửa thành mặt đàn bà lẽ ra không ai có quyền cấm cản nhưng mà y chậm rãi nói nhưng hắn lại dựa vào gương mặt mỹ nhân kia để giả làm đàn bà quyến rũ thượng sư phổ châu vậy thì không ổn cực kỳ không ổn nhỉ chỉ vân ngẩn ra quyến rũ thượng sư phổ châu không thể nào cứ coi như hắn giả làm mỹ nhân quyến rũ thượng sư phổ châu thì phổ châu cũng không bị hắn dụ dỗ đâu đường lệ từ khẽ cười hòa thượng cũng là đàn ông thôi Phổ Châu không những là đàn ông mà còn là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn tú, xưa nay chưa từng có cô gái nào dám quyến rũ nữa chứ. Chỉ Vân há hốc miệng. Ngươi định nói gì? Chẳng lẽ ngươi định nói Hòa Thượng Phổ Châu không giữ thanh quy, có gì mờ ám với nhất đào tam sắc giả nữ kia à? Cũng chưa chắc. Món tay trắng như tuyết của đường lệ từ khẽ cửa quầy. E là Phổ Châu giờ này còn chưa biết, nhất đào tam sắc dùng trăm phương ngàn kế quyến rũ Thượng Sư Phổ Châu mưu đồ của hắn đương nhiên không tầm thường. Phiêu linh mi uyển của phong lưu điểm xây dựng dựa trên bản thiết kế của phá thành quái khách, đa số sử dụng những thứ thất hoa vân hành khách am hiểu như độc dược, ảo thuật, cơ quan, trận pháp. Ngư dược long phi chết trong đường hầm của phiêu linh mi uyển, mai hoa dịch số và cuồng lan vô hành biến thành con rối. Cớ sao nhất đào tam sắc với thân phận nữ nhi lại ngồi được vào ghế tây công chúa của phong lưu Điềm? Có thật là vì đầu sỏ của phong lưu điểm mê đắm nữ sắc không? y hơi điều chỉnh lại dáng ngồi cho thẳng lên. Đầu sỏ sau màn của phong lưu điểm mê đắm nữ sắc là do nhất đào tam sắc tự nói ra, bỏ đi lý do này thì toàn bộ câu chuyện sẽ cho người ta cảm giác. Ánh mắt chỉ vân lạnh đi, tiếp lời đường lệ từ. Phong lưu điểm và thất hoa vân hành khách nhất định có liên quan đến nhau. Đường lệ từ mỉm cười. Câu chuyện này cứ như trong thất hoa vân hành khách xảy ra lục đục, có người hại chết ngư dược Long Phi rồi bắt tay với phá thành quái khách, hoặc là hại chết phá thành quái khách rồi chiếm lấy thuật cơ quan của hắn để xây nên phiêu linh nghi uyển. Đồng thời kẻ này phế bỏ ý chí của Mai Hoa Dịch Số và Cuồng Lan Vô Hành, đẩy bọn họ xuống làm tôi tớ, sau đó sáng lập ra một môn phái lấy tên là Phong Lưu Điểm. Người sáng lập nên Phong Lưu Điểm chính là một trong số thất hoa vân hành khách. Chỉ vân nghe ra ẩn ý của đường lệ từ trong từng câu chữ. Người muốn nói kẻ chủ mưu sau màn chính là nhất đào tam sắc nhưng thất hoa vân hành khách tổng cộng có 7 người, mới xuất hiện 5 người là mai hoa dịch số, cuồng lan vô hành, nhất đào tam sắc, ngư dược long phi, phá thành quái khách, còn hai người nữa không biết là ai. Đường lệ từ nhẹ nhàng nói. Ta muốn nói nhất đào tam sắc là một trong số chủ mưu. Chỉ vân gật đầu. Hắn giả làm đàn bà tiếp cận thượng sư phổ châu là vì thiếu lâm tự. Đường lệ từ mỉm cười. Thượng sư phổ châu là niềm kiêu hãnh của thiếu lâm mấy năm gần đây, nắm phổ châu trong tay chính là pháp bảo lớn để đối phó với thiếu lâm. Nhưng dụng ý thâm sâu nhất của hắn không chỉ là đối phó với thiếu lâm, có rất nhiều cách đối phó với thiếu lâm, không nhất thiết phải sửa gương mặt mình thành đàn bà. Chỉ vân xì một tiếng. Có khi tên đó tâm lý biến thái, thích giả làm đàn bà. Đường lệ từ khẽ cười. Nếu đúng là sở thích của hắn, thì coi như để ta nắm được một nhược điểm rồi. Nếu hắn đúng là một trong những chủ nhân sau màn của phong lưu điểm, vậy thượng quan phi. Chỉ vân nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói. Bị cái tên giả gái này ám hại, chết oan chết uổng. Đường lệ từ ôn nhu nói. Không sai, nhưng hắn và thượng sư phổ châu bắt được những hồng, bạch y dịch sứ kia, lập được công lao rất lớn. Chỉ vân chợt bừng tỉnh. Ta hiểu rồi, những kẻ đó nhận được lệnh không cần phải chống cự, cho nên mới dễ dàng bị bắt như vậy, căn bản là khoanh tay chịu trói. Đường lệ từ trầm chậm, chậm đặt ngón tay lên chán, ngồi nghiêng người dựa vào tay vịn ghế, khẽ cười. Liễu nhán chỉ là một con cờ thí của phong lưu điểm, muốn biết mục đích thật sự của trận chiến đêm qua, thì phải xem đào cô nương phong hoa tuyệt đại rốt cuộc muốn làm gì trong kiếm hội trung nguyên. Thì ra là vậy. Chỉ vân lầm bẩm Cho nên người mới quan tâm đặc biệt đến hành tung của phổ châu. Đường lệ từ nhắm mắt gật đầu. Biết rồi thì nói ít thôi, làm nhiều lên. Chỉ vân trợn mắt hỏi. Làm gì? Đường Lệ Từ chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, đuổi theo Thẩm Lang Hồn và Liễu nhãn rồi đem hai người đó về đây. Chỉ Vân nổi giận. Ta không tìm được thì sao? Đường Lệ Từ dịu dàng nói. Đường Đường là Thiên Thượng Vân, Trại Chủ chiếm núi xưng Vương ở núi Mai Hoa. Anh em dưới quyền không đến hai trăm thì cũng một trăm bảy tám mươi người. Lục Lâm hào hán như vậy thì có chuyện gì mà không làm được? Chỉ Vân lạnh lùng đáp. Đừng để người ở núi Mai Hoa dính líu đến ngươi lão tử đi theo ngươi lăn lộn trong bạch đảo đã đen đuổi lắm rồi, người khác chỉ cần dính với ngươi một món tay thôi thì có 10 cái mạng cũng không đủ cho ngươi quần. Hắn hung dữ trợn mắt nhìn đường lệ từ rồi phất tay áo nhảy ra khỏi cửa sổ. Đường lệ từ nghiêng người ngồi dựa lên ghế, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm nhỏ, nhìn theo bóng áo trắng của chỉ vân càng bay càng xa. Một lúc sau y mới đứng dậy, đẩy cửa đi về hướng đông. Trong khu rừng lân cận núi Hảo Vân, Thẩm Lang Hồn kéo Liễu Nhãn đi giữa núi rừng đầy côn trùng rắn rết. Hai chân Liễu Nhãn gãy rồi, hắn kéo một cánh tay của Liễu Nhãn bước đi chậm chậm, khiến cả cơ thể Liễu Nhãn bị kéo lê trên mặt đất. Trong khu rừng còn chưa được phát quang toàn là cây cỏ, bụi gai, độc trùng, cả người Liễu Nhãn máu tươi đầm đìa, hoàn toàn im lặng, đêm qua hắn còn quật cường mà hôm nay đã hôn mê từ lâu. Thẩm Lang Hồn cho hắn uống thuốc bột giải độc thanh tâm nhưng không chữa chân cho hắn. Liễu nhãn sốt cao, kể cả bây giờ thẩm lang hồn ném hắn xuống đầm lầy thì hắn cũng không biết. Thẩm lang hồn ném liễu nhãn xuống đất đánh. Bịch. Một phát. Đằng trước là một hồ nước trong vắt, trong hồ cá lội tung tăng, chỗ nước nông nở rộ một loài hoa trắng, thoang thoảng mùi hương. Hắn đi một mạch về phía trước, mũi bay vo ve xung quanh, đến ven hồ thì không gian rộng mở bừng sáng, lộ ra một khoảng trời xanh giữa rừng rậm, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương mát lành thanh nhã, không biết tỏa ra từ đâu. Thẩm lang hồn rút trong ngực ra một miếng bánh bao khô đét um dung gặm, lát sau lại lấy bình da dê nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi thật dài. Núi rừng xanh biếc, nước hồ mát rượi trong xanh, hoa cỏ tươi đẹp trắng như tuyết, nếu hà nương còn chưa chết, hắn sẽ ngắt một đóa hoa cài lên tóc mai cho nàng chắc nàng sẽ giật mình ngạc nhiên vì khi nàng còn sống hắn chưa bao giờ tặng cho nàng bất cứ thứ gì nghĩ đến đây thẩm lang hồn quay sang nhìn liễu nhãn chỉ thấy mấy con rết đang bò lổm ngổm trên vết thương của hắn thẩm lang hồn bình thản ngắm nhìn chậm rãi ăn bánh bao liễu nhãn bây giờ chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy toàn thân dính đầy lá cỏ sắc và gai góc kiến bỏ khắp người nhưng thuốc trị thương thẩm lang hồn thoa lên mặt liễu nhãn lại là hạng nhất, vết thương trên mặt không mưng mù mà đã dần dần đóng vay. Giờ mà đưa gã đàn ông như con chó chết này đến trước mặt những cô gái áo trắng kia, thì không biết các nàng có còn một lòng một dạ yêu hắn nữa không? Thẩm lang hồn ngồi yên trầm tư suy nghĩ, trong nháy mắt mạch suy nghĩ của hắn biến ảo khôn lường, dường như thoát ly khỏi thể xác thẩm lang hồn rất xa, hóa thành rất nhiều người xa lạ khác một con kiến đen leo lên đầu ngón tay đang cầm bánh bao của hắn. Thẩm lang hồn không để ý đến nó, nhìn bóng dáng liễu nhãn, cơn giận dữ và oán độc quấn quýt trong lòng cũng tan đi từng chốt một, chỉ còn lại nỗi trông giống chậm chậm dâng lên, thù báo được rồi, cõi lòng cũng trống không rồi, yêu hận tình thù, hắn chẳng còn lại gì cả. Đột nhiên đầu ngón tay tê dần, hắn giật mình hoảng hốt, chăm chú nhìn con kiến kia. Nó chỉ là một con kiến đen rất bình thường, lớn hơn những con kiến khác một chút thôi. Hắn không rõ con kiến này đã cắn hắn hay chưa. Món tay không hề thấy đau nhưng chỉ sau chốc lát, một giọt máu tươi đã chậm chậm, chậm chảy ra. Kiến cắn người, nào có đau. Thẩm lang hồn cau mày, cả đời hắn ngang dọc Nam Bắc, chịu biết bao vết thương lớn nhỏ nhưng chưa từng bị kiến cắn. Khi hắn còn đang kinh ngạc thì chợt cảm thấy tay phải tê dần, miếng mánh bao kia rơi xuống đất lăn lông lốc ta, đầu óc thẩm lang hồn choáng váng mơ hồ, dường như không dám tin con kiến bé xíu siêu kia lại có độc, càng không tin một con kiến nhỏ hơn hạt gạo mà hạ độc được hắn. Sau một thoáng kinh ngạc thì nửa người hắn đã tê dại, nơi đây rừng sâu núi thảm, người nằm bên cạnh là liễu nhãn. Hắn cắn răng thỏ tay trái vào ngực rút ra một con dao găm đâm vào vết kiến cắn trên tay phải, gắng sức khuét thịt đi, máu chảy ra từ vết thương có màu đỏ tươi hình như không trúng độc. Đầu óc thẩm lang hồn ngày càng mơ hồ, vết thương trên tay phải đau nhức, toàn thân nóng rực, chậm chậm rơi vào hôn mê. Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, trên má hắn dần dần cảm thấy mát rượi, chợt nghe một tiếng. Tách, có giọt nước rơi xuống mặt hắn. Mở mắt ra chỉ thấy phía trước tối đen như mực, trời xanh cây cỏ và hồ nước vừa rồi dường như chỉ là ảo mộng. Thêm một lúc nữa, hắn mới cảm nhận được đôi mắt mình được ai đó đắp lên một lớp bá cỏ dày, vết thương nơi tay phải được bôi lên một thứ chất lỏng gì đó lạnh như băng, hắn vừa ngửi đã nhận ra là thuốc trị thương trong ngực mình. Thầm lăng hồn chờ mình ngồi dậy, đưa tay lên gạt đi lớp bá cỏ đắp trên mắt, chỉ thấy bóng đêm mênh mang, không ngờ hắn đã bất tỉnh cả ngày rồi. Bên bờ hồ có đống lửa đang bập bùng cháy, liễu nhán cầm một cành cây ngồi cạnh đống lửa, gần hắn còn có một cô gái dung mạo kỳ lạ. Nhìn vóc dáng cô gái kia giống như một giai nhân 18 tuổi, duyên dáng thướt tha, bàn tay nhỏ trắng ngần buông xuôi bên hông dường như trong suốt, thế mà gương mặt lại già cỗi đầy nếp nhăn như một bà lão, chi chít vẹt nám đen, tướng mạo cực kỳ đáng sợ. Chuyện đề cử, Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. Ngươi tỉnh rồi à? Cô gái vừa trẻ vừa già kia mở miệng, giọng nói già nua nhưng hàm răng lại trắng đều tăm tắp. Ở đây chẳng mấy khi có người ghé qua, có một con mèo rừng với một con cá chép, người ăn con nào? Giọng nàng khó nghe nhưng lời lẽ lại hết sức dịu dàng. Có lẽ nhiều năm chưa được gặp người khác. Trông thấy hai vị khách tha hương này thì trong lòng rất vui vẻ. Thẩm lang hồn liếc nhìn vết thương ở cổ tay. Cô nương chỉ thương giúp ta Cô gái già mua kia lắc lắc đầu, đưa tay chỉ sang liễu nhãn. Sao mặt hắn lại thành ra như vậy? Là kẻ nào nhẫn tâm biến gương mặt lành lặn của hắn thành ra thế này? trong lời nói ẩn chứa sự đồng cảm, dường như vì nàng có tướng mạo kỳ quái nên cũng đặc biệt chú ý đến gương mặt của Liễu Nhãn. Cõi lòng thầm lang hồn thoáng chấn động, Liễu Nhãn chị thương cho hắn. Làm sao có thể, nhưng cô gái già nua này hình như vẫn còn nhỏ tuổi, không hề có chút tâm cơ nào, chắc là không biết lừa gạt người ta đâu. Cô nương chắc vẫn còn trẻ nhỉ. Thiếu nữ già nua kia cười nhạt. Năm nay ta 16 tuổi, nhưng trông giống như bà lão 86 tuổi rồi. Thẩm lăng hồn dùng tay trái ấn nhẹ lên tay phải, hình như cảm giác đã khôi phục như thường. Sao lại như thế? Cô gái già nua đáp. Ta sinh ra đã mắc phải một căn bệnh lạ, năm lên ba lên bốn mặt đá già như người ba bốn mươi tuổi. Đại phu nói ta không sống quá 10 tuổi, nhưng ta vẫn sống đến nay là 16 sáu tuổi rồi, gương mặt giống như người già tám chín mươi tuổi. Nói đến đây tuy xúc động bùi ngùi, nhưng nàng không có vẻ gì là oán giận hay đau thương dường như vô cùng lạc quan. Sợ mình dọa dẫm người khác, hai mẹ con ta vẫn luôn sống trong rừng sâu núi thẳm, chưa bao giờ bước ra ngoài. Thẩm lăng hồn gật đầu hỏi. Xin hỏi quý danh của cô nương. Hai mẹ con họ nhất định phải biết võ công mới sống được trong rừng núi, chẳng qua không biết võ công nông sâu thế nào, nếu biết được họ tên thì có thể đoán ra lai lịch. Thiếu nữ khẽ mỉm cười. Ta họ hoặc tên là Ngọc Đoàn Nhi. Một cái tên ngọt ngào tươi trẻ như vậy lại gắn với một thiếu nữ kỳ lạ với gương mặt đầy nếp nhăn, thật khiến người ta chạnh lòng. Liễu nhãn vẫn lặng thinh không nói, lặng lặng cầm cành cây khều đống lửa, tuy diện mạo dữ tợn, nhưng gương mặt với những đường nét hoàn mỹ của hắn được ánh lửa hắt lên thành bóng, trông vẫn vô cùng đẹp đẽ. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào liễu nhãn hỏi, hắn là ai, ai rạch mặt hắn, hắn là một kẻ xấu xa tội ác tài trời, đáng chết hơn một vạn lần đừng nói chỉ rạch mặt hắn, cho dù có xẻo hết da thịt trên người hắn thì người ta vẫn vỗ tay khen ngợi thôi. Người bị hắn hại chết nhiều không đếm xuể, hơn nữa mối hỏa do hắn châm ngòi vẫn còn đang lan ra khắp nơi. Hắn thật sự xấu xa như vậy sao? Nghe ngươi nói vậy thì hẳn là ngươi rạch mặt hắn rồi. Thẩm lăng hồn chỉ cười nhạt không ừ hữu gì, Mộc Đoàn Nhi nhìn sang liễu nhãn. Nếu hắn rạch mặt ngươi, ngươi lại là kẻ tội ác tài trời, thì ban nãy tại sao phải cứu hắn? nàng rất ít khi gặp người tâm địa lại ngay thẳng nghĩ gì nói nấy liễu nhãn không đáp một lúc lâu sau mới nói có một loại thuốc chữa được bệnh của cô thẩm lang hồn và ngọc đoàn nhi ngẩn ra sao cơ liễu nhãn thong thả đáp có một loại thuốc chữa được bệnh của cô ngọc đoàn nhi ồ lên thật sao tuy ra mặt nàng xấu xí khó coi nhưng đôi mắt lại trong veo lấp lánh khi nhìn liễu nhãn đăm đăm thật giống giọt nước thu long lanh gợn sóng Liễu nhãn bình thản đáp. Cô đuổi hộ ta tên này đi, ta sẽ cho cô thuốc cứu mạng, chẳng những có thể cứu mạng mà còn giúp cô lấy lại dáng vẻ thanh xuân, trả lại cho cô dung mạo 16 tuổi. Ngọc Đoàn Nhi ngắc nhiên hỏi. Đuổi hắn đi, nếu người muốn đuổi hắn đi thì ban nãy đừng cứu hắn là xong, tại sao đã muốn cứu hắn lại muốn đuổi hắn đi? Liễu nhãn nhếch môi cười, khiến dung mạo lại càng đáng sợ cùng cực. Ta thích thế. Ngọc Đoàn Nhi đáp. Được. Thẩm lăng hồn khẽ nhíu mày, hào quang trong mắt sáng rực lên. Con kiến ban nãy có phải kiệt tác của ngươi không đấy? Liễu nhãn hở hững hỏi. Con kiến kia có độc à? Thẩm lang hồn giật mình, vết thương con kiến kia vừa cắn không hề có máu đen. Liễu nhãn thong thả nói. Ngươi bị dị ứng với axit formic trong nọc kiến, hiểu thế nào là dị ứng không? Người khác bị kiến cắn không chết nhưng người thì có, cẩn thận sau này đừng có chết vì kiến cắn. Đúng lúc hắn đang thong thả nói chuyện, Ngọc Đoàn Nhi chợt đánh ra một trường, kình phong ảo ạt. Thẩm lang hồn nhấc chuôi kiếm lên hất một cái, nàng bị chuôi kiếm hắn đụng vào chán, kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau mất siêu. Thẩm lang hồn cười nhạt. Dựa vào một tiểu cô nương với mấy chiêu võ mèo quảo mà đã muốn thoát khỏi bể khổ, là ngươi coi thường thẩm lang hồn hay thẩm lang hồn nhìn lầm ngươi? Liễu nhãn thản nhiên nói. Dù nàng ta không đuổi được ngươi, nhưng ban nãy ngươi nợ ta một mạng, giờ không định trả à hắn lạnh lùng nói có định trả ơn cứu mạng hay không đừng vội chờ thêm mấy ngày nữa cho vết thương trên người ngươi khỏi hẳn ta tự khắc sẽ thả ngươi đi thẩm lăng hồn bình thản hỏi ngươi chữa được mặt cho cô ta thật à liễu nhãn cũng hờ hững nói ta nói được thì ngươi không tin nói không được ngươi cũng không tin vậy còn hỏi ta làm gì thẩm lăng hồn chăm chú quan sát cô gái vừa ngã xuống đất mặt cô gái này đúng là rất kỳ quái đang yên đang lành sao lại thành ra thế này Liễu nhãn ném cành cây trong tay vào đống lửa, làm ngọn lửa tối sầm đi. Tình trạng của nàng ta chưa phải là xấu nhất trong số những người mắc bệnh này. Thẩm lăng hồn thoáng kinh ngạc. Xem ra ngươi hiểu rất rõ căn bệnh lạ này. Liễu nhãn đáp. Những đứa trẻ mắc chứng bệnh này rất hiếm khi sống quá 13 tuổi. Cô gái này đúng là kỳ tích, hơn nữa chỉ có gương mặt nàng ta già cỗi thôi, còn cơ thể tay chân đều khỏe mạnh. Có những đứa trẻ mới lên một tuổi đã già như ông lão 80, cả tay chân và cơ thể đều như thế. Hắn khẽ thở dài, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, ánh mắt trong trẻo mà thâm đẫm yêu thương. Nếu không biết hắn là liễu nhãn thì nhìn ánh mắt của hắn lúc này thật giống một chiếc nhân đầy lòng chắc ẩn. Thẩm lăng hồn liếc nhìn mơ u bàn tay mình đã được băng bó. Ngươi đã bao giờ tự tay giết người chưa? Liễu nhãn nhắm mắt lại. Dù ta nói gì ngươi cũng không tin, vậy nói nhiều mà làm gì? Thẩm lăng hồn hờ hững nói biết đâu ta lại tin. Liễu nhãn lạnh lùng đáp. Lời ta nói ngay đến ta còn không tin, người cũng khỏi cần nghe. Trong khi hai người nói chuyện, Ngọc Đoàn Nhi chợt tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn thẩm lang hồn, dường như cảm thấy hắn có thể đánh ngã nàng chỉ bằng một đòn là chuyện vô cùng đáng sợ. Thẩm lang hồn liếc nhìn nàng. Đứa bé 16 tuổi mà có thể luyện được như cô cũng coi như không tồi. Ngọc Đoàn Nhi chớp chớp mắt. Người đã nói vậy thì võ công của ngươi nhất định rất khá. Người có chịu dạy ta không? Nghe nàng nói thế thì có vẻ như nàng không hề để bụng chuyện thầm lang hồn đánh nàng bất tỉnh ban nãy, lòng dạ đúng là rất rộng lượng. Liễu nhãn hỏi, người sắp chết rồi, muốn luyện võ công làm gì? Ngọc đoàn nhi đáp. Võ công luyện được càng cao thì có khi ta sống được càng lâu, tâm nguyện cả đời của mẹ ta cũng chỉ là mong ta sống lâu hơn một chút. Mẹ chết rồi, ta nhớ mẹ, muốn đối xử tốt với bà ấy thì cũng chỉ còn cách cố gắng để mình sống lâu hơn nàng chỉ thuận miệng nói ra nhưng lại khiến lòng thẩm lang hồn thoáng chấn động đột nhiên hắn nghĩ nếu hà nương chưa chết thì mong ước cả đời chẳng qua cũng chỉ là muốn bản thân vô lo vô nghĩ bình lặng sống hết một đời hắn gia nhập chu lộ lâu làm sát thủ bắt liễu nhãn đi lột ra mặt hắn bẻ gãy chân hắn những chuyện này hà nương nhất định không muốn thấy liễu nhãn lại lạnh lùng nói dù ngươi có luyện võ công đệ nhất thiên hà cũng chẳng sống được bao lâu Ngọc Đoàn Nhi lại không hề tức giận. Không sống được bao lâu nữa thì thôi, còn cách nào nữa chứ? Nàng đưa con mèo rừng nướng chín cho liễu nhãn, đưa cá nướng cho thẩm lang hồn, còn bản thân thì khều trong đống lửa ra một củ mài chưa chín ra, chầm chậm ăn. Trăng sáng vàng vặc giữa trời, nước hồ trong suốt như gương, ba người ngồi vây quanh đống lửa, tâm trạng Ngọc Đoàn Nhi vô cùng vui vẻ, còn liễu nhãn và thẩm lang hồn thì đều yên lặng. Trăng sáng vàng vặc giữa trời nước suối chảy róc rách, cành lá che đi ánh sáng. Dưới tán cây, bóng người tựa như bị ánh trăng chiếu đến vỡ vụn, lại giống như ẩn mình hoàn toàn trong bóng tối. Bước chân không gây tiếng động, y phục không dính bụi trần, người này bước đi trong rừng cây, nhìn dáng đi thì có vẻ như đã đi được rất lâu rồi. Phía trước truyền đến tiếng nước chảy, cho thấy cách đó không xa chính là rừng Tị Phong. Một người vén cây bước qua, Ung dung đi về phía căn nhà gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bóng lưng người này cao gầy, áo vải dày ngọc, chính là Đường Lệ Từ. Có tiếng nước chảy róc rách, bước vào phòng dường như còn nghe rõ hơn. Đường Lệ Từ đi qua đống bàn ghế, theo tiếng nước chảy đi đến một góc, cậy tấm ván che hở trên mặt đất lên, bên dưới lộ ra một cái hầm ngầm. Y đảo mắt nhìn quanh, lấy que đánh lửa từ trong ngực ra, châm lửa vào ngọn đèn dầu đặt trên bàn nhấc mọn đèn lên rồi lần xuống theo các bậc thang trong hầm ngầm. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, dưới hầm ngầm không ngờ lại là một cung điện trong lòng đất. Không sao đếm hết có bao nhiêu gian phòng bày ra hai bên lối đi, phong cách trang trí giống hệt phiêu linh mi huyền. Chỗ này nhất định đã hoạt động từ đâu, không thể dựng nên chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Lần theo lối đi tiến về phía trước, hai bên trái phải lại mở ra vô vàn cánh cửa trong cửa ngoài cửa đều là bóng tối mịt mùng. Theo ánh đèn dần dần lướt qua, bóng tối ở góc cửa biên hóa thành những hình dáng khác nhau. Có đôi khi ánh đèn bất ngờ soi sáng một vài thứ kỳ lạ bên trong cánh cửa. Nhưng dù những thứ lướt qua bên cạnh biến đổi theo ánh đèn ra sao, thì bước chân y vẫn vững vàng thong thả tiến về phía trước, thậm chí ngay cả nhịp điệu bước đi cũng không thay đổi gì nhiều. Cuối hành lang truyền đến tiếng nước chảy róc rách, không nghe ra là dòng chảy thế nào, chỉ biết có tiếng nước chảy và nước đổ, ngoài ra tất cả đều rơi vào yên lặng chết chóc. Đường Lệ từ đi đến cuối hành lang, nơi đó có một cánh cửa, tiếng nước chảy truyền ra từ sau cánh cửa, nghe có vẻ rất gần, cách một cánh cửa dày nặng lại trở nên thấp thoáng ẩn hiện y nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa kia, chỉ nghe một tiếng. con nặng nề vọng lại, hóa ra nó làm bằng đồng. Đường Lệ từ nhẹ nhàng đặt mọn đèn dầu xuống đất, đưa tay vào trong ngực rút ra một con dao găm màu hồng, chính là tiểu đào hồng của Trung Xuân Kế. Lưỡi sao sắc bén lách vào khe cửa, rạch xuống một cái, chỉ nghe có tiếng. Xoẹt, cánh cửa đồng lập tức mở ra, đằng sau cửa vẫn là một khoảng tối đen, chỉ có tiếng nước chảy róc rách lọt vào tai. Đường lệ từ không hiểu sao lại khẽ dùng mình, nhấc mọn đèn dầu lên chiếu vào trong cửa. Chưa nhìn rõ đằng sau cánh cửa rốt cuộc là vật gì, y đá thở dài một hơi rất nhẹ ánh đèn chiếu rọi một hồ máu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn